Di động thì chào tất cả em nha. Hôm nay thì mình nhận được cây XS này, theo yêu cầu bạn ấy thì bạn bảo mình là phục hồi đặt toàn bộ cái máy này. Bây giờ dạng fade đi mất này. Màn thì màn low này, bạn ấy bảo ép đại kịch cũng được thì mới thay nhá, màn phản quang nhá. Và thay vỏ con này, vỏ này thì quá xấu, tức là thợ trước thay lưng này, hở hết hở hoang này. Chứ là anh bạn ấy muốn xem video độ lên vỏ 12 cho bạn ấy xem. Ok, thì căn này mình sẽ thay độ vỏ trước. Chờ phay sau, phay mất nhá. Phay bạn này thấp không báo gì cả nhá. Vào thiết lập phay báo không khả dụng nhá. À, ok anh em thấy chưa? U vẫn có một cái phay nhưng mà đã bị mất nhá. Cho bạn ấy tháo ra nhá. Bạn ấy bảo mình là làm bit cap phải sờ cả vào 7 màu kiểu nữa cơ. Ok, về cơ bản thì là như thế. Mình sẽ tiến hành lên vỏ trước. Máy còn dỉ ốc này. À, ốc dỉ nhá. Thì nó không có tháo không? Đây là chiếc vỏ độ XS lên 12-13 đây. Đó. Hai chi là đẹp. Ok. Mình đi lông nha. Cái bông lông nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổ vỏ trước. Mình sẽ ép màn hình sau. Màn lô. Màn này màn loại trẻ tiến nhất nha. Màn phản quang nha. Sẽ cố gắng ép lại cho màn ấy nha. Ở đây có một cái chấm gì trên này này. Chấm nhỏ nhỏ. Đó. Chấm này. Này. Ok chưa? Nhưng mà bạn này bảo ngày xưa mà mua cũng mua trên mạng không biết là màn lô, bây giờ bảo mới là biết màn lô ấy nhá. Máy mua cũng khá lâu rồi, màn này chứng tỏ cũng được 1-2 năm mà khá bền. Đây, date của nó từ 21 thì màn này thay sao chứ nhỉ? Máy hơi nhiều bệnh nhá. Cảm biến mất nhá. Đấy, chắc chắn là phải sang gắp lên trên nữa này, nhiều bệnh ạ. Chung mà này bảo máy cửa niệm thôi chứ, và bây giờ phục hồi lại chi phí phục hồi và độ chế cháo kiểu ra chi phí cũng quá nửa con máy. Ok, được rồi mình sẽ tiến hành vỏ sửa phay. Rồi mình sẽ ấy sao, mình sẽ ép màn sau. Cao thủ nào dán cái cáp pin vào cái phay đây, cáp phay đây dễ màn đòn lắm nhé. Sẽ nhẹ nhàng rút nó ra nhé. Rồi, chào được rồi. Pin dán hai miếng siêu. Pin có rượu phòng nữa cơ. Cái phòng nhẹ thôi, cảm nhận thấy thế thôi nhá. Hình như bạn ấy có hỏi mình thêm tin nữa thì phải. Rồi, đây sẽ thành bóc phay cho nha. Máy này cũng đã sửa phay rồi cơ, không phải phay chưa sửa đâu, mà phay sửa rồi. Vỏ mới cao thủ nó làm cái vỏ trong chán đời thật. Ok, mình sẽ đổ vỏ cho em xem nha. Cái lưng dính cả keo vào mình chút. Đó, dính chiếc keo vào đây này, không sao. Rồi bẩn tí nhưng không sao nha anh em, keo dính một chút nhẹ vào đây, không đáng kể. Bên vẫn khá xinh đẹp nha. Rồi, anh em thấy này, sáng đồ trên vỏ. Đầu tiên, với bộ mới thì anh em sẽ phải lắp cái cáp camera, cáp này, à cáp flash, cáp này sẽ cáp mất mic rồi, nhưng không sao đâu anh em nhé. Anh em vẫn dùng bình thường, không vấn đề gì cả. Chỉ có nhiều khi anh em Zalo các kiểu nó hơi ngáo ngáo chút thì mất âm video cam sau các kiểu thì anh em có thể vào bật chế độ mic thứ hai đi. Thường sẽ được, mình test cũng nhiều em không thấy vấn đề gì. Một số ES nó hơi bị ngáo ngơ tí thì nó có vấn đề thôi. Rồi, lô vỏ này thì nút OK lô vỏ trước nhá. Thì lô đấy, vỏ thì có những đợt vỏ nó sẽ phím. Phím sẽ có cái gài, thì mình sẽ gài cái sắt cho em xem. Đây một số lô vỏ sẽ phím không bao lắp cái sắt này đâu anh em nhé. Mình sẽ nằm ở đây. Mình sẽ đè cái thứ xuống nằm xuống anh em nhé. Phải nằm trên thì nó sẽ nằm xuống.
Ừ, quan trọng là anh em phải chuyển cái chốt này mới là quan trọng này. Nếu anh không em không chuyển nó sẽ không lắp sim đâu, rất khó chọc sim nhá. Đã gặp những anh em không chuyển bỏ chốt đi luôn, ta sẽ tiến hành sang phần cắm sạc trước cho nó gọn nhá. Xong phần này trước sẽ gọn hơn xong phần trên này nhá, phần trên này sang sau được nhá. Và cẩn thận có đông dỉ nhá, cố gắng bạn phát phải ra luôn nhá, không là mệt đấy. Rất may mắn nhá, hai con đều đã ra anh em nhá, bị vắt đã ra. Bên làm khá ok nhé, mình sẽ có những lô vỏ độ không cắm được cân sơn sạc đâu. Để lắp cái này thì em sẽ đặt luôn cái main này vào nhé. Anh em nhé, đặt luôn cái main vào vị trí nhé. Để đỡ bị đứt cáp nhé. Đó. Em lưu ý cáp. Cắp nguồn nó đè cái main xuống. Nó sẽ lưu ý. Đó. Game xuống nhé, ấn xuống nhé, đứt cáp nguồn nhé. Cáp nguồn này là cáp nguồn độ. Đi mua động hơi vất vả nhá, vì thường vỏ động người ta bán theo bộ luôn, ít khi người bán rẻ lắm, bán rẻ họ sẽ lấy giá cao hơn bất thường đấy. Tôi nhanh anh em cố gắng đừng làm đứt em mà đang tí này luôn là sau được không vấn đề gì cả. Ốc gì này bỏ đi nhá, tay ốc khác vào cho đẹp nhé. Ok, phần dưới cơ bản đã xong nhá. Mình sáng được bo phím nhá. Là dung đứt nha, là dung đã đứt đây từ trước nhá, không phải mình nhầm đứt đâu, mình quên không test gạt dung à. Ở đây là thay vào cái khác, nó không thả được thay khác này ạ.
Ok, sau khi ép kính thay pin, sạc cho pin nhé, sửa cặp phây nhé. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện cho bạn ấy nhé. Rồi, mình sẽ lắp pin mới đã sạc xeo đây nhanh nhé. Pin mới sạc xeo như zin nhé. Em nhìn qua như pin zin đấy nhé. Sạc xeo trang sức đầy đủ. Mình sẽ cắt bớt cái đoạn sửa phây và sạc pin đi, cho nó ngắn video lại. Đây là màn sau khi ép thành công, ok nhé. Vẫn tem nguyên của bạn ấy nhé. Vẫn để doang cũ gốc như ban đầu. Rồi, anh em sẽ lắp vào test lại full chức năng một lần nữa. Trước khi hạn giáp hẳn màn vào thì em test full. Sau đây bắt gông nẹp vào và giảm màn giao mạnh. Ok, máy lên ngồi bình thường. Đây, màn sau khi ép xong cảm ứng vẫn ok. Tức là không được mượt như zin nhưng khá ok. Đây, pin sau khi mình sạc xeo này. Giờ chút nó lên phần trăm này. Ok, 100% nhá. Sạc xeo vào phích bảo trì anh em nhé. Ok, Face ID này. Sửa xong này. Bây giờ tháo ra dán lại siêu đầy đủ cho bạn ấy nhá. Răng màn hình đầy đủ, siêu màn hình đầy đủ nhá. Ok, dán siêu xong thì em sẽ lắp vào, bắt nẹp đầy đủ nhá. Đó, chắc chắn nha. Yên tâm, chắc chắn con này không có áp. Anh em đừng nghĩ áp dán lại dễ thế nhá. Nhiều khi nói là có nhưng mà có thể có thời điểm đấy, vài ngày sau khi mất luôn ấy. Rồi, bây giờ ta bắt nút nẹp vào là ok, ra máy bàn giao, chào bạn ạ. Ok, như vậy là hoàn thiện xong cái máy anh em nhé. Bắt nó đúc đít vào. Rồi, thành quả chúng ta hôm nay đây. Một cây XS ép kính, thay pin, sửa phây, lên vỏ. Khá chỉ là tốn kém. Phục hồi quá nhiều thứ, coi như dựng lại gần như toàn bộ cái máy. Quá nửa cái máy. Anh em nhìn trước và sau đây. Ok.